rồi da nó mà. Nhìn cái bề thịt nó đẹp cả nhà. Đó. Đó, ngon luôn. Hello, xin chào cả nhà nha. Quay trở lại clip mình nha nha. Chúc cả nhà ngày mới an lành nha, vui tươi hạnh phúc nha cả nhà. Ở bên này mình quay heo nữa cả nhà. Đây mình nhận được con heo đó nha. Đây là cái xương cổ của nó. Chứ ké thêm miếng thịt đùi với miếng ba gọi nhỏ nữa cả nhà. Đây quay heo cũng nhỏ mình ốp rồi, rồi xả mình mới ốp xong đó nha. Rồi mình ôm củi rồi vô lò. Ôm củi thấy lò mình đốt lò thôi cả nhà. Cây ngắn luôn. Tại cái mốc này nó quay nè, gặp gì chế bình lọ nóng à. Chế bình lọ phải nóng vậy à. Rồi, thì xong rồi cả nhà. Bịt cái lằn bụng này nữa cả nhà. Đâm nửa tay. Rồi, mình xịt nước rồi mình rửa da nó đâu rồi nha cả nhà. Vậy hồi chờ lửa tàn mình đưa vô lò thôi cả nhà. Ké thêm sườn rồi.
cái xương cổ của nó lấy ra với cái xương cổ cá thêm với miếng sườn miếng bà gọi nữa nha cả nhà. Hôm mai nào mình đưa cái heo lò mình quay tiếp tục cả nhà. Để gì nghe cả nhà. Rồi, đây thôi cả nhà. Chút cây nóc ra luôn. Đổ da lại nha cả nhà. Đổ da rồi mình khò da rồi lại cả nhà. Khò ba cái lông rồi nó còn người ta cạo còn sót đó cả nhà. Khò lại hết. Còn mấy lông rồi nè. Bịch rồi hết rồi cả nhà ơi. Đó, bịch chuyện rồi cả nhà. Chừa cái lưng vậy cả nhà ơi. Chừa cái lưng vậy đó. Đừng cho nó lên da cả nhà. Một thằng nữa mình đưa vô lò thôi cả nhà ơi. Rồi, đưa heo vô lò cả nhà ơi. Yeah.
Đấy là da vậy thôi cả nhà. Rồi, lên thôi. Đem xương cổ rồi ra rồi cả nhà. Đó. Giờ mình lấy heo ra thôi. Rồi, khiên heo ra cả nhà. Bà ghe bên đây ở. Rồi. Da nó nè cả nhà. Mình cạo mình sửa lại cả nhà. Thì cổ lấy à. Ốp máy mình cạo mình sửa bề thịt nữa nè. Đó. Bề thịt nó đẹp không? Rồi, xong rồi cả nhà ơi. Tối quá ta. Tối quá. Da nó nè cả nhà, nó rồi da nó nè. Để anh chụp hình rồi. Đó, nhìn cái bề thịt nó đẹp cả nhà. Đó. Đó, ngon luôn. Thấy thịt ngon cả nhà. Nhìn cái màu đẹp ha. Rồi, thôi cũng xin kết thúc clip tại đây luôn cả nhà. Thôi bye cả nhà nha. Hẹn clip sau cả nhà. Bye.